Video này quay máy con đài nha nè. Chỉ máy đài bớt đây. Nặng nha, con nào nặng lắm nha. Ủa ngồi này nó hơi tối nè. Wooden nè. Wooden nè, anh em vừa dọn rồi nha anh em. Nặng kinh khủng luôn rồi nha. Vifona nè. Đó, mấy con lạ lạ, độc lạ nè. Ở đây có con cối Philips của Đức nè. Con này thì nó mất nhưng mà con đã bán còn 2 triệu nha anh em. Con đã còn hát nha. Này ở đây còn 2 con nữa nè. Ở đây mình có một con gì cũng lạ lạ đây. STR này. Sony. Này con Law Center mình có này nè. Cũng còn này nha. Nè. Đài bóng đen này với lại âm ly nè anh em. Ở đây có 2 con mình test rồi nha. Một con này đu nút hát tốt luôn nha. Con này là Citadel 5000 ADT Châu Lauren. Con này thiếu 2 nút mà nó hát một bên. Đấy con đài sát bóng đen anh em cần này, đài sát này. Có một số con nó bị hư nè, rồi thiếu nếp lưng, rồi không hát. Anh em nào cần thì cứ inbox cho mình nha anh em đây nè. Mình cũng không biết con này nó còn ruột hay không nữa. Ví dụ như con này thôi. Nó đồ thì nó còn đủ đồ anh em thấy không? Đó. Ví dụ như vậy. Còn sống chết thì mình test thôi. Mình test sống thì bán sống, chết thì bán chết nha. Con này nè cũng vậy. Con này cái lon nó bự quá anh em ơi. Cái cũ nó chắc cũng phải mười mấy anh em ơi nè. Màu xanh ở trong này. Kinh. Con này cũng sát nè. Nhưng con này không có cái gì trong đây hết. Hay là còn một vài bóng đèn đó, như con này mình bán 1,5 triệu này, cái thùng nó này anh em 60 lâu que. Rồi con này bơ kiến, con này như con hát, cái lo nó bự lắm luôn nha. Cái lo nó này 25 này, con này có một cái lo nữa này, như con này là 3 triệu. Rồi ok anh em nha, anh em nào chơi thì Zalo số này dùm nhà anh em ơi, mình kiếm đồ cho nhiều lắm.